Brasil ta sẽ trả mình đi xây cần đi nay trả nước Brasil ta sẽ trả mình đi xây cần đi vì ra trả nước Brasil ta sẽ trả mình đi xây cần đi vì ra trả nước Brasil ta sẽ trả mình đi xây cần đi vì ra trả nước Brasil ta sẽ trả mình đi xây cần đi vì ra trả nước Brasil ta sẽ trả mình đi xây cần đi và đi nay sẽ trả nước Brasil ta sẽ trả mình đi xây cần đi và đi nơi xảy ra nước bác sĩ và ra xảy ra mình đi xe cảnh đi. Thế ra mô chá đá nâng đá ở nâng bán nâng xe đi. Sa thế gó tô á nâng đá dê lịch bán nâng đá xa bây thù ngò. Đi mà đá xa xe nhá bá xe yá xì. Thá nâng gó bán nâng đá ngồi dê đi. Giang kê lịch bán nâng đá xa bây thù ngò. Đi mà nâng đá xa xa nhá sâu đoá. Sao á bá rô thá nâ sô bá tí bá xanh bê yá đi. Thakko asamanando, bhagavata sandhike, imanda sa sanyao kahe doa, jina asamagiri manando, benimba sangati, kubha sangamai doa, ayasamado giri manunda sa, imanda sa sanyao abhasi, thakko asamado giri manunda sa, tasa sanyao so doa, doa bado thana so, badipa sandhi, ओके चाय समाधि मानंदो धम्मा अबाजा दादा बहिनो जा बानाय समाधो की मानंदसा तो अबाजो सिद्धि श्री मानंदा सदन मुजिदं संसारे संसारं दानं सबादोका उन्नासने दादा दमे जा बुजेंगे महासेना बमदने ओके दवाये चिमे सदा दिवा मोदा कोदमा आजादे माजा आजादे अमंदन नेवियं दजा दवा मादे गुनु बेजन देगा गुना सिंगाम ओजरें जाई ममंदन बोजेंगा जा बनामा हिं बोजेंगो जरी सिंगादो जमाना विचयो दाजा विरियां बिदी बसदे बोजेंगा जा दादा बली समाधु बेखा बुजेंगा सदे दे सवा दसीना उनेना समद शांता बाविदा बहुली गदा समदं दे बेन्याय निवानाय जा बोरिया एदेना सिद्धा उजेना उकुरे दे होदु सबदा एका समय समय नाथो मौगला में जा खसबां इलाने लुखी दे स्वा बुजेंगे सदा दसी เจจาจาบินะเตวะโลกังโสจิงกังโนเอเตนาสิจาวะเจนะสุติเตหะตุสะวะดาเอกาจาธัมมาจาติปิณิญนาปิปิติโจจงกาเชนะตัญวะปะนาปิตวานะสาเตยังธัมโมเตตวานะอาบาระธัมโมจังสิธานะโสเอเตนาสัจจาวะเจนะสุติเตหะตุสะวะดา ดีนาเดจาวาดาดัยนันติมหิสิงังนะกาหะดาวกิลิสาวะปะดานุปัตติธัมมะตังเอเดนาสะจาวจีนะสะติเตโหติสะวะโพจิงาสะวะเมจิตัง Tất cả chúng ta chuẩn bị lễ tới hết từ ngày xe đó. Xin ngài tỉnh, ngài sẽ nào sẽ pháp cho chúng ta.
Ok. Chúng ta chờ một xíu. Không Chúng ta sẽ đánh lễ thầy Đức Thế Tôn bằng cái chung Nam Mô Tân Sa ba lần. Nam mô Mô Tân Sa Bhagavato Arahato Arahato Samma Sambuddhassa Sambuddhassa. Nam Mô Tân Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tân Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Chúng ta đến Asanchaya vô số bốn Asanchaya. Ok. Four asking. There are four Bốn loại Asanchaya. Khanana Asanchaya. kinds of number. Asking Cái là con số. Sanchaya thường thường đó là vô số, không đếm được. area. Chattalisa, Satang. Trong nhà hai sen kia vô tình đi anh ta lấy sao tất cả trong nhà hai sen kia anh đi vô tình trong nhà sẽ dễ dàng. Xuân nhang nó là số 0, xuân nhang là 0. Chát tà lý sáng. Tất cả anh sẽ ăn được. Chát tăng là 100. 100 với 140 số 0. Đó là Asanjaya Vuchati. Vuchati là được nói, được đề cập tới Asanjaya Andi. Có nghĩa rằng Asanjaya đó là số 10, 10 và 140 số 0 ở đằng sau. Hay là 10 mũ 140. Asanjaya có nghĩa là 10 mũ 140, hay là theo toán học, hay là 140 số 0 ở đằng sau con số 1. Đó là một cái con số, hay gọi là Asanjaya, hay là số vô số Asanjaya. Thì đó, Asanjaya vô số này là Ganana Asanjaya, gọi là Anana Asanjaya. Đó là cái số mà chúng ta đã học. Asanjaya đó là đếm, đếm 140 số 0 ở đằng sau. Thì cái tiếp theo nữa đó là Anumana Asanjaya. Asanjaya bằng cách là cái hiện hữu, hay là cái mà chúng ta Chakavala Pipuriya, hay là bằng cách mà chúng ta cái hiện hữu, hay cách ví dụ đây như thế nào, đó là Asanjaya, đó là Chakavala Bindu Bindu Asanjaya Di Bucchati, Asanjaya Di Bucchati. Tini Bucchati có nghĩa là cả, là ba ba năm, ba năm liền, có nghĩa là ba năm liền. Dini Vasani là ba năm, ba năm liền. Tức là cả ba năm liền, đó là những cái con số, hay là xuyên xuyên suốt ba năm.
Sakalang, Chakala Bipuriyang, Sakalang đó là tất cả. Sakalang, tất cả. Chakavala là toàn bộ cõi thế giới là 3 năm liền, có nghĩa rằng làm đầy, làm cho đầy đủ, hay là cái con số của những hạt mưa, những hạt mưa trong suốt ba suốt trên mưa trên toàn cõi thế giới này trong vòng 3 năm liền, cả ngày cả đêm. Ratin Diwang có nghĩa là cả ngày và đêm. Bindu Bindu đó là những cái hạt mưa, những giọt nước là những hạt mưa mà suốt 3 năm liền trên toàn cõi thế giới. Bindu Bindu đó là Bindu Bindu đó là những giọt giọt mưa hay là giọt nước. Bindu là giọt nước. Bindu Bindu đó là mưa, trời mưa đó, mưa mưa trên cả trên 3 năm liền là trên cả Chakravala, nghĩa là theo ý tưởng của Đức Phật, nghĩa là sao? Chakravala thì có nghĩa là giống như là toàn bộ cái cõi thế giới, nếu mà mưa mưa mà rơi xuống, tất cả mưa mưa rơi xuống liên tục như vậy, mưa rơi xuống trên cả 3 năm liền ngày và đêm trên toàn cõi thế giới mà không có dừng lại. Nếu mà tất cả những cái hạt mưa như vậy thì đó là Chakravala, sẽ là toàn bộ Chakravala. Thì toàn bộ đầy được, đây là nước, nước cả thì như vậy. Chakravala đó là thế giới, là vũ trụ, con thế giới, thế giới nó giống như là một cái thực thể, là một chúng ta hình dung nó là nó được bao vây giống như là nó một cái gì đó được bao vây bởi bởi bức tường. Thì 3 ngày 3 đêm, nghĩa là 3 năm, sau 3 năm liền, ba năm liền mưa cả ngày lẫn đêm thì nó sẽ đầy nước, nó sẽ đầy. Thì những cái giọt nước vậy, cái giọt nước như vậy thì đó là Asanjaya. Thì bao nhiêu giọt nước như vậy thì chúng ta đoán thôi, nghĩa là chúng ta để cái gì đó để chúng ta có thể hình dung một cái gì đó để cho chúng ta có thể hình dung đó, đó là Achanchaya, nghĩa là vô số những cái hạt nước như vậy để chúng ta có thể không có cái hình dung. Chúng ta không thể nào đếm một con số nào đó chính xác được, bởi vì mưa 3 năm liền, mưa liên tục 3 năm liền như vậy, cả ngày cả đêm như thế, toàn bộ cõi thế giới như vậy, liên tục như vậy, ngày và đêm. Thì bao nhiêu cái giọt nước thì chúng ta không thể nào biết được. Chúng ta không thể nào biết một cái chính xác được, chính xác nó là bao nhiêu, nhưng mà chúng ta thì nói đó là Asanjaya. Thì Asanjaya đây là chúng ta không biết một cái chính xác. Thì có tiếng Anh đây là chính xác hơn của ngài dịch nữa, đó là những cái hạt mưa mà mưa liên tục như vậy, đó là số hạt mưa, số những con số những hạt mưa mưa suốt 3 năm liền trên toàn cõi thế giới ngày và đêm như vậy, thì số hạt mưa đó chính là Asanjaya. Thì chúng ta không biết một cái chính xác nó là bao nhiêu, mà nó chỉ là Anumana, cách mà chúng ta có thể đoán được. Anumana nghĩa là chúng ta có thể ước lượng hay làm cái gì đó để chúng ta hình dung được cái số con số này. Thì như vậy chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo, thứ ba, Asanjaya. Asanjaya các bạn, Asanjaya 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 đó là bởi cái kiếp hay là yon. Kappa Asanjaya hay là Bhikkhu Vidikhu có nghĩa là 4 cái Asanjaya Kappa. Thì nếu mà như là 4 Asanjaya Kappa nghĩa là cái quá trình mà Asanjaya là có gì? Là có 40 sau 64 antarakapa. Thì bao nhiêu antarakapa là gì? Thì giống như là người ta từ 10 tuổi tới vô số tuổi này, Asanjaya tuổi này, bắt đầu từ Atangi tuổi tới 10 tuổi. Thì khi đó như là trong thời kỳ đó, cái lúc ban đầu thì người ta chỉ có 10 tuổi thôi, 10 tuổi tới khi người ta tới Atangi tuổi. Sau cái tuổi thọ của người ta từ Atangi tuổi xuống 10 tuổi, có nghĩa là bởi vì sao? Bởi vì người ta sẽ làm những cái phước báo, hay là có tâm từ, có lòng từ bi, cho nên cái tuổi thọ của người ta sẽ tăng trưởng từ 10 tuổi tới 20, vân vân, tới tiếp theo từ 30, vân vân, và từ next, cái tuổi thọ của thế hệ sau thành 40 tới 80, và từ cái nhân đôi tuổi họ lên, và đến tới khi tuổi thọ của người ta là tới Asanjaya.
bắt đầu người ta sẽ làm những bất thiện, làm những bất thiện tuổi thọ của người ta sẽ giảm xuống, và những cái thế hệ mới, thế hệ sau của họ ấy, sẽ của tuổi thọ của những thế hệ về sau, sinh sau sẽ giảm xuống từ từ tới 10 tuổi, và sau đó là từ thấp tới cao, cao nhất từ cao tới thấp, thì đó gọi là một antarakapa, một antarakapa. Thì cái tuổi thọ của người ta lúc nào cũng không 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 phải lúc nào cũng như nhau, có lúc thì tuổi thọ dài, có lúc tuổi thọ ngắn, thì bây giờ tuổi thọ của chúng ta đang giảm dần, thì bởi vì người ta làm nhiều cái bất thiện hơn, càng kusala nhiều hơn, càng như là nhiều khi người ta làm vật thực ấy, là đồ ăn giả nữa, đồ ăn giả, nhưng vật thực giả, những cái dưỡng chất cũng giả, đúng không? Ví dụ như là yến, nghĩa là tổ yến thật thì tốt, nhưng mà tổ yến không biết là có phải tổ yến thật hay không, đúng không? Cái đồ ăn như vậy, nhiều khi tổ yến là họ làm tổ yến giả nữa. Mặc dù chúng ta bảo là ăn tổ yến hay là mật ong, mật ong không biết là phải mật ong thật hay không nữa, đúng không? Nhiều khi nó có mật ong giả. Nhiều khi là vợ chồng không biết là có xinh xinh gái hay đẹp trai thật sự hay không, đúng không? Hay là do những cái phẫu thuật thẩm mỹ plastic hả? Con người ta rất nhiều ca kosala, thì những cái thứ gì mà thật sự cái hàng thật rất là khó, rất là khó kiếm, nên là cái tuổi thọ cũng giảm dần, giảm dần. Mặc dù là y học thì phát triển nó, nhưng mà còn rất là nhiều tuổi thọ người ta thì vẫn giảm xuống, cho dù là cái y học nó phát triển như vậy, nhưng tuổi thọ thì vẫn cứ giảm, bởi vì người ta yếu, sức khỏe người ta yếu đi, không không có sức khỏe tốt, nên là tuổi thọ cũng giảm. Thì tuổi thọ giảm dần, thì có những lúc tuổi thọ là tăng lên, thì nó phụ thuộc vào người ta thực hành pháp như thế nào. Thì từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, thì đó là antarakapa 1, 2, 3, 4 tới 64 antarakapa. Thì đó 64 antarakapa như vậy thì đó gọi là asanchayakapa, thì một cái a tăng kỳ kiếp asanchayakapa, một a tăng kỳ kiếp asanchayakapa. Như là cái a tăng kỳ này, cái a tăng kỳ kiếp này, thì đó là cái a tăng kỳ hoại hoại diệt, bởi vì người ta có rất nhiều cái akusala, nên là cái thế giới sẽ bị đốt cháy, hay là bị lũ lụt, hay là bị gió phá hoại, bị thì tất cả những thứ đó, tất cả cái mọi thứ trên thế gian đều bị phá hủy. Thì không phải tự nhiên như vậy, mà từ từ, một cách từ từ đốt cháy từ từ, và từ một mặt trời xuất hiện này, sau đó từ từ đến hai mặt trời xuất hiện, và ngày và đêm là đều có ánh nắng mặt trời, và mặt trời không có ngừng nghỉ. Và có thể là có ở những cái dòng sông nhỏ, những cái dòng sông đầu tiên, những cái dòng sông, những con sông nhỏ sẽ bị cạn nước, và từ từ khi có hai mặt trời, ba mặt trời lên, thì những cái dòng sông lớn cũng bị hết nước, và từ từ là khô khô cạn, và cái thời kỳ đó là 64 antarakapa. Cái thời kỳ mà hủy hoại của trái đất ấy, là cũng 64 antarakapa, và sau khi mà phá hủy rồi, thì đến cái không, cái quá trình là không, có nghĩa rằng sangvatatayi asankarakapa là cái quá trình trụ, quá trình không, nó là cũng tương tự như vậy, là không có cũng là 64 antarakapa, nghĩa là quá trình mà không có gì, không còn gì nữa, nghĩa là sau đó ascending, có nghĩa rằng cái thế gian bắt đầu lại xuất hiện trở lại, cái đất, trái đất xuất hiện trở lại, có đất, có mưa, mưa bắt đầu, không khí đẩy cái mưa lên, và cái mưa đó giảm giảm dần, và từ từ tạo đất 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 và dưỡng chất bắt đầu sanh sanh khởi, và đất và sau đó dưỡng chất được sanh khởi, thì bắt đầu sanh khởi lên, đất bắt đầu xuất hiện, dưỡng chất trong đất bắt đầu xuất hiện, thì khi đó đó là cái quá trình là trụ bắt đầu, có nghĩa là quá trình mà trái đất hay được sanh lên, hay là được hình thành, như là hình thành trái đất, thì cái quá trình đó là cũng 64 antarakapa, có nghĩa rằng là ví dụ như là, và từ từ cái quá trình xây dựng hình thành cái cõi thế giới là cũng cần 64 antarakapa. Ví dụ cõi Phạm Thiên hình thành bắt đầu, sau từ từ đến cõi Chư Thiên, bắt đầu cõi cõi người. Bây giờ
là chúng ta đã xuất hiện rồi, thì quá trình bây giờ là quá trình trụ, quá trình trụ standing, quá trình trụ thì cũng cũng là chiều tuổi thọ của cái cõi đó, tuổi thọ đó là 64 đại kiếp, 64 antarakappa atanki kiếp, 64 antarakappa. Thì asanjaya, asanjaya là atanki, atanki đây là gì? Đó gọi là kappa asanjaya, kappa asanjaya, kappa asanjaya. Thì ngày sau đó phải nói dựa trên cái màn hình đúng không? À. 6 Asanjaya Kappa Anumana Asanjaya Kappa và Kappa Asanjaya Anumana Asanjaya Kappa. Nó đến cái phần Buddha Asanjaya Asanjaya bởi Đức Phật là gì? Đức Phật đã hoàn thành ba la mật, ba la mi là bốn asanjaya, bốn a tăng kỷ và 100.000 đại kiếp, 100.000 yon. Thì có cái asanjaya, đây là bốn cái asanjaya và asanjaya ở đây thì đó là vô số, nhưng mà chúng ta vẫn đếm vô số, nhưng mà chúng ta vẫn đếm thì là bốn asanjaya. Thì asanjaya ở đây thì giống là như vậy, thì bình thường á, đó là khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian thì bao lâu từ trước, như là từ Đức Phật xuất hiện, Đức Phật quá khứ xuất hiện trên thế gian thì Đức Phật quá khứ sẽ nói được, biết được. Và như vậy thì và trong cái khoảng thời gian đó là bốn a tăng kỳ vào 100.000 đại kiếp, thì trong cái khoảng thời gian đó sẽ có nghĩa rằng sẽ có là có là không phải tổng cộng là 28 Đức Phật, 28 hay là 24 Đức Thế Tôn sẽ xuất hiện trên thế gian trong khoảng thời gian đó. Và trong cái khoảng thời gian là bốn thời kỳ của bốn chư Phật, khoảng thời gian đó thì Đức Phật không có nói là bao nhiêu đại kiếp từ Đức Phật này tới Đức Phật kia, thường thường là bao nhiêu yon, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đại kiếp thì Đức Phật sẽ nói. Nhưng mà trong một số thời kỳ của Đức Phật thì giữa hai, từ Đức Phật này tới Đức Phật kia là không có đếm, không có tính. Nghĩa là không có ngày không, Đức Phật không đưa cái con số. Có nghĩa rằng rất là nhiều yon, rất là nhiều đại kiếp hay là rất là nhiều kiếp. Thì đó là một cái asanjaya, là vô số. Thì nữa đó là giữa Đức Phật này và Đức Phật khác là vô số. Như là Đức Phật không có nói là bao nhiêu kiếp giữa Đức Phật quá khứ và đó là chính là vô số, là vô số, là vô số. Nếu Đức Phật không nói thì chúng ta biết nó cũng là vô số. Và tiếp theo nữa là vô số. Asanjaya, Buddha Asanjaya đó là Asanjaya được nói bởi Đức Phật, như là, hay là từ Đức Phật này tới Đức Phật khác. Sanjaya đó là đếm được, và Asanjaya nói một cách tổng quát đó là vô số, hay là cách đó là vô số. Nhưng cái đầu tiên, cái Asanjaya đầu tiên đó, thì chúng ta thấy đó là Asanjaya là chúng ta không có nói là vô số. Thực ra chúng ta không nói A trong cái trường hợp này thì tăng trưởng là tăng, tăng lên, đếm được, tăng lên. Thì ví dụ như là Saka và Asaka. Saka, Saka đó là 7 bậc thánh, Saka là 7 bậc thánh. Thường thường bậc thánh là 8 đúng không? 7, 8 bậc thánh, nhưng mà Saka đây là bậc thánh A-la-hán cuối cùng, đó là Asaka, Asaka. Còn cái kia là, còn bậc thánh trước là Saka, có nghĩa là bậc thánh hữu học và bậc thánh vô học. Bậc thánh hữu học nghĩa là bậc thánh vẫn còn đang rèn luyện. Còn đối với A-la-hán thì là Asaka nghĩa là vô học, nghĩa là không cần phải học nữa, không học thêm nữa. Cái A này cũng giống trong trường hợp này, đó là tăng lên, tăng cái Saka lên. Nghĩa rằng tăng cái Saka lên, phát triển Saka, đó là Asaka, đó là bậc A-la-hán. Và A trong này, A trong nghĩa này thì nó giống như từ Asaka. Saka và Asaka trong từ hữu học và vô học. Thì đó là phát triển, tăng trưởng, phát triển. Thì chúng ta gọi là Pali đó là Vutti. Vutti, Vutti, tăng trưởng, Vutti, Vutti, tăng trưởng Asanjaya. Giống như là Asaka. Tăng trưởng, phát triển Sanjaya.
Bởi vì cái đó là cái cuối cùng, giống như là Arahanta. Arahanta là bậc cuối cùng, bậc thánh đã phát triển rồi, đã tu tập rồi, đã hoàn hoàn thành cái sự tu tập rồi, giống như là ở những cái nước đã phát triển, nước đang phát triển, đúng không? Nước đã phát triển. Vuti là sự tăng trưởng. Increasement. Và cái nữa đó là vô số. Chúng ta có thể dịch đó là vô số. Vô số. Nhưng mà cái đầu tiên là tăng trưởng, nghĩa nó là tăng trưởng, phát triển, tăng trưởng. Đợi. Nghĩa là increasement, increasement. Ngày sau đó nó có khi bản dịch có là hay hơn, đúng không? Có khi bản dịch có chuẩn hơn. Đi. Đó là nghĩa của A. A có vài và A giống như Adosa Amoha, giống như là vô tham vô sân, thực ra là ngược lại với tham, ngược lại với sân. Thì một số người đó là anti-hatred, hay là cái ngược lại, hay là nếu chúng ta nói là non-greed, nghĩa là vô tham, thì si cũng là vô tham, đúng không? À, si cũng là vô tham, nếu nếu nói như vậy, hay là nếu chúng ta nói như thế thì như là ngược lại với tham. Ngược lại với tham có nghĩa là chúng ta muốn cho đi, chúng ta muốn xả đi, đúng không? Cho đó thì nó chính xác hơn, tại vì nếu mà chúng ta nói là vô tham, không tham, không tham, thì nếu mà nói thế thì si cũng không phải là tham, đúng không? Hay là sân cũng không phải là tham, ví dụ như vậy. Thì ngược lại với tham, anti hatred nghĩa là tâm từ, ngược lại với tâm sân đó là tâm từ. Thì đối với trường hợp này thì một số trường hợp ở đây đó là A ở đây thì có nghĩa rằng, hay là cái khác, ở đây là ngược lại, còn đây là trong trường hợp này nó lại là tăng trưởng, nó phát triển, tăng trưởng hay sự tăng trưởng, sự phát triển, increasement. Đó là về những con số, về Asanjaya, đó về Asanjaya, hay là A tăng kỳ về con số, đó là một. Chúng ta biết tất cả những con số của Pali, chúng ta biết hết rồi, đúng không? Con số của Pali. Bây giờ chúng ta sẽ đến như là một số không ở trong phần chia từ, không phải, nó không nằm trong cái phần chia từ. Thì hầu hết là chúng ta đã học về những cái chia cách rồi, cái chia từ đấy. Nhưng một số những trường hợp đó là không nằm trong cái phần biến cách hay bị chia từ. Thì bây giờ chúng ta sẽ học cái phần đó. Đó là công thức 109, 109. 109. Ở trang 240. Aya Chaturthi Kava Vachanasattu. Nghĩa là Aya là một từ, Chaturthi Eka Vachanasattu, đó là một từ, và Tu là một từ khác, nghĩa là cơ ba từ. Đó là ba từ. Chaturthi Eka Vachanasa, Chaturthi đó là bốn, giống Chaturtha. Bởi vì Ittilinga, bởi vì tính nữ, Vibhuti là Ittilinga, là tính nữ. Thì chúng ta dùng Chaturthi và tính nữ. Và nghĩa là cái số ít của bốn, của bốn. Nghĩa là Chaturthi của cái thứ tư đó, nghĩa rằng cái biến cách thứ tư đó là chỉ định cách đó, nghĩa là số ít của như là xạ ít của bốn thứ của thứ tư đó, của thứ tư đó, Chaturthi đó là biến cách của chỉ định cách, có nghĩa rằng đó là xạ, đó chính là xạ. Thì Sutta này đó là nghĩa là nói về có những cái sự khác biệt thường thường, đó là khác biệt như thường thường, đó là nó giống với sáu, bốn với sáu giống nhau, đúng không? Nghĩa là xa năng và sáu cũng là xa năng, có nghĩa là chỉ định cách và sở tục cách là giống nhau, biến cách là giống nhau, xa năng đều là xa năng. Nhưng mà trong Sutta này chỉ có nói về cái sự khác biệt, cái số ít của cái thứ tư đó, của chỉ định cách ấy, thì chứ nó không bao gồm cái số ít của sở tục cách của thứ sáu. Thì Chaturthi của Eka Vachanasa, đó là số ít của thứ tư.
Aya, aya đó là làm bởi, làm từ số ít của thứ tư. Của thứ tư có nghĩa là thứ tư sẽ đổi thành aya. Chuyển thành aya. Số ít của thứ tư đó, số ít của chuyển định cách ấy, chuyển định aya. Xa nghĩa là xa chuyển định aya. Xa sẽ chuyển thành aya. Và tu, tu là cái từ thêm vô thì sẽ có nghĩa. Từ tu này sẽ có thêm nghĩa nghĩa khác của từ tu, thì chúng ta sẽ thấy đó là có cái wa trong cái sutta này, wa như là trong một số trường hợp, wa athaya. Athaya, athaya, athaya và atha và aya. Athaya. Atthasa. Dừng tay ông ngài sẽ nói viết này. Atta cùng với sa đó là cái số ít của thứ tư chứ không phải của thứ sáu. Thì như vậy có nghĩa của sa đây có nghĩa rằng nghĩa là tới, tới là cho Athaya, như là cho cái sự lấy Atha. Và số ít của cái chỉ định cách này sẽ chuyển thành Aya thì trở thành Athaya, Atha để Athaya, Atha cùng với Sa, Sa trở thành Aya thì Athaya. Thì nó giống giống như là Ithilinga nhưng mà không phải là Ithilinga, bởi vì cái nguyên âm sau là A trường âm A nó thì A sẽ được xóa đi. Chúng ta không có thể quên cái công thức đó nhưng mà chúng ta nhớ là xóa đi. Athaya chuyển là Athaya. Thì chúng ta có thể dịch tiếp đó là đối với sự, cho cái sự lợi ích. He, for the benefit, for benefit. Hay Hitaya. Hitaya cùng với Sa. Hitaya cùng với Sa đó là for the sake of hay là nghĩa là cho cái sự tốt đẹp, cho sự tốt đẹp. Hitaya cho cái sự tốt đẹp thì cho sự lợi ích và cho sự cái well-being khác nhau là gì? For the benefit và for well-being nghĩa là để for lợi ích và cho cái sự tốt đẹp, thì hai này cũng nan từ này na ná như nhau hả? Athaya và Hitaya, bởi vì cái nguyên âm a đằng sau nên nguyên âm A ở đằng trước được xóa đi là for well-being, là cho sự tốt đẹp. Sukhaya đó là for happiness, for sự hạnh phúc. For sukhaya, for cái sự an lạc. For happiness, sukha cùng với sa. Thì như vậy số ít của thứ tư đó, của chỉ định cách chuyển thành aya như là sukha có vị aya, thì bởi vì cái nguyên âm sau là a nên là cái a ở đằng trước sẽ được xóa đi trở thành sukha, thì cho cái sự như cho happiness, cho sự hạnh phúc, cho sự an lạc, hay là cho cái sự tìm kiếm của so sự tìm kiếm của for the sake of happiness cho sự tìm kiếm hạnh phúc, cho cái sự tìm kiếm hạnh phúc cũng được, trường hợp đó cũng được. Thì hạnh phúc Uttalokeyuvacchati, Đức Phật xuất hiện trên thế gian cho cái sự lợi ích, cho sự tốt đẹp, cho sự lợi ích của sự lợi ích, cho sự tốt đẹp, cho sự an lạc của người và chư thiên, của nhân thiên và nhân nhân và thiên, hay người và chư thiên. Ataya, Hitaya, Sukhaya thì đó là thứ tư chỉ định cách số ít. Chỉ định cách số ít là tới hay là cho sự lợi ích, tới sự lợi ích, cho sự lợi ích. Thì thường cái Ataya, Hitaya, Sukhaya này thì không nằm trong cái phần chia từ đó, không nằm trong cái biến cách đó, đặc biệt là tiếng biến ấy. Còn cái phần khác thì ngài Sư không không có biết cái định nghĩa của trong tiếng Việt hay là, nhưng mà trong tiếng biến thì không có.
thì không phải là do tất cả mọi từ đâu. Như là cho sự lý của chúng sanh Dukkhani nó tên trạng hồ tị tức là nên á với cái từ tụ than trạng hồ tị cũng vậy, đó là than trạng ác tha cùng với xa xa chuyển đánh xa chuyển đánh tham xa chuyển đánh tham xa chuyển đánh tham xa chuyển đánh tham a xa tham xa sẽ chuyển đánh tham. Ita tham thì a đấy không có xóa đi, itatham thì xa sẽ chuyển thành trong trường hợp xa chuyển thành tham thì đó đối với tu trong trường hợp này, thì trong trường hợp này nó không phải là nguyên âm nên là không xóa đi, không xóa cái chuyển thành sukha. Thì nếu mà aya thì được làm bởi sutta là trong công thức này, nếu mà tam á, thì làm bởi gì? Tụ trong cái sutta đó, rồi do có tụ tụ trong sutta tức là với cái từ đó tụ, thì atha tám hita tám dukkha sukha sukha. Thì chúng ta có thể là atha hita sukha, thì chúng ta có thể dùng atha tám hita tám sukha tám cũng vậy. Đó là nó không nằm trong cái biến cách của chúng ta. Và chúng ta sẽ tới chúng ta đến cái phần tiếp theo. Đó là 221. 221. Sabba sabbhaso vasakkhanipadehi cha sabbasam ahuso là một từ khác nữa, sabbasam ahuso upasikha nipadehi cha cha là một từ nữa. Thì như vậy tổng cộng là ba từ khác nhau. Thì ba đa nghĩa là từ, đây là ba ba đa trong bài là ba đa, ba đa có nghĩa rằng cái từ kết thúc với trong vị, nghĩa là trong vi ba tí, cái từ với vi ba tí thì chúng ta gọi là ba đa, ba đa không có vi ba tí thì chúng ta gọi là linga. Nghĩa là người người mà có mặc quần áo hay không mặc quần áo, đúng không? Auso vasakkhanipada dehi hi đó là sau, sau đó sau là sau auso, sau upasaka và sau nibbada, sau bất biến từ nibbada thì sau rất nhiều cái từ sau sau sau, nghĩa là chúng ta sau auso, sau upasaka và ni sau nibbada. Auso là auso, upasaka là Upasaka ở đây thì có nghĩa là tên. Upasaka nghĩa là tên của cái 20, hay nghĩa là 20, 20 cái từ, 20 từ chúng ta sẽ học về sau. Là tên của 20 từ. 20 từ khác nhau. Nibbada. Nibbada thì có nghĩa rằng tên của rất là nhiều cái từ khác nhau. Thì những cái Upasaka Nibbada đó là cái một cái đó chính là
Hóa dịch đó chính là hay là cái particle hay là bất biến tử. Thì sau Avuso, sau Vasagra và sau Nibbana. Thì thế nào là Avuso, thế nào là Vasagra, thế nào là Nibbana thì về sau chúng ta sẽ học ở trong cái phần ví dụ. Thì Sabbasam đó là của tất cả, của tất cả. Sabbasam của tất cả gì, tất cả nam hay tất cả người nữ hay tất cả cái gì đó, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy cái định nghĩa Sabbasam Vipatinam. Như là cái vipati sau nibbana thì tất cả cái vipati sẽ không phải là một, không phải là siyo amyo nahi sanan samayi sanam và samin su, tất cả vipati thì tất cả vipati thì điều gì sẽ xảy ra thì nghĩa rằng không có pho mai trong cái trong sutta này, đúng không? Chúng ta thấy là trong cái sutta trước chúng ta tìm lô lô bồ lô bồ bồ lô bồ hồ. Thì đó là cái hay là cái sự mất đi hay xóa đi, hay là xóa đi dẫn đến cái sự xóa đi, xóa đi, xóa đi hay mất đi, xóa đi. Thì như vậy tất cả vipati này sẽ được xóa đi, tất cả vipati sau đó như sau upasaka và nibbana vân vân thì sẽ được xóa đi, được xóa đi, sẽ được xóa đi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái ví dụ dumbana vô số tumbana vô số tumme bana vô số a vô số tumbana vô số tumbana a vô số tum đó là bạn tumna bana vô số có nghĩa rằng là bạn hay là đạo hữu là này bạn đạo hữu này bạn hay này đạo hữu a vô số thì giống như là đạo hữu là tưởng dear friend hay dear bạn hay là đạo hữu thì đó là a vô số hay là giữ từ a vô số hay là vipati thì chúng ta để vipati nào cũng được nhưng mà bởi vì trong đây tung thì chúng ta biết đó là cái số ít thứ nhất số ít đúng không thứ nhất số ít bằng cách thấy tung đúng thì chúng ta có thể biết được bởi vì bạn bởi vì do đạo hữu như vậy thì bằng cách chúng ta thấy toán thì chúng ta có thể thấy đó là sau từ avoso sau chữ si vipati thì ngày sau đó sẽ viết ra cho chúng ta ngày sẽ viết ra avoso cộng với si. Tại sao cho nên nó biết là si vipati bởi vì tất cả đó sẽ được xóa đi đúng không? Chúng ta có thể thấy toàn có thể toàn ở đây là làm bởi si vipati toàn là bởi si vipati nên là chúng ta cộng kết hợp lại với nhau bởi chúng ta gọi ai đó trước chúng ta thì avu số thì thường là cái người cái tố vị tỷ khưu trẻ hơn thì ví dụ như là vị tỷ khưu nhỏ hơn nhé trẻ là chúng ta ví dụ ngài sẽ được sẽ gọi là avu số vì đó đạo hữu này bạn này đạo hữu những người mà ít hạ hơn nhỏ hơn thì toàn là chính là si vipati thì toàn vipati đó là sau avu số thì sẽ là sẽ được xóa đi và cái tiếp theo nữa tumme panavu số tumme panavu số thì bạn có thể tumme thì là avu số rồi yo vipati thì ví dụ như là có rất nhiều cái vị tỷ khưu 1, 2, 3, 4 vị tỷ khưu thì người sẽ đặt cho nó là avoso không phải là avoso khi là không thì nó không phải thêm chết như bàn tê số ít cũng vậy mà bàn tê số nhiều cũng là bàn tê số ít hay số nhiều giống nhau nhưng mà nó là bàn tê như bàn tê đó tiếng Anh nó thêm chữ s là sao á
Thì đó là chúng ta đang trộn lẫn tiếng tiếng Pali và tiếng Anh. Tiếng Pali và tiếng Anh trộn với nhau đúng không? Chúng ta kết hợp hai cái. Nhưng mà chúng ta như chúng ta nói thường thường chúng ta nói vậy. Nó là Pantes. Pantes là những Pantes hay Avosos. Một người cũng là Avoso, hai, ba, bốn người cũng là Avoso. Cũng tương tự như thế. Yo Vibhuti thì sau Avoso này sẽ được xóa đi, sau Vibhuti mà sau từ Avoso sẽ được xóa đi. Thì còn ví dụ như người lớn thì lớn hạ sẽ nó gọi vị nhỏ hạ là Avoso. Thì rất là nhiều cũng gọi là Avoso, một người cũng là Avoso, nhiều người cũng là Avoso, nhưng mà chúng ta xóa Si và Yo thì sẽ khác nhau, đúng không? Thì đó cũng là Avoso. Thì đó chính là, đó là hô cách. Hô cách chứ không phải chủ cách, không phải là đối cách, mà nó chỉ đơn thuần đó là khi chúng ta gọi cái người trẻ hơn đó, đó là Bikkhu. Vị tỳ khưu nhỏ hơn, nó nhỏ hơn thì mình gọi đó là Avoso, hay là tên của Daka thí chủ cũng có thể gọi là Avoso được. Thì nó một cách chung chung tổng quát đấy. Thì vị tỳ khưu đối vị tỳ khưu thì gọi vị tỳ khưu lớn hạ, gọi vị tỳ khưu nhỏ hạ thì gọi là Avoso. Thì sau Avoso thì có thể là Si Vibhuti, có thể là Yo Vibhuti. Nếu một người thì chúng ta gọi đó là Avoso. Còn nếu mà nhiều người ấy, thì chúng ta gọi là Avoso, cũng gọi là Avoso. Đó là Yo Vibhuti. Thì như vậy thì tất cả O Yo sẽ xóa đi. Nghĩa là O sẽ xóa đi, có nghĩa rằng có câu hỏi nếu mà chúng ta xóa. Nếu mà chúng ta mà xóa, tại sao mà để Vibhuti làm gì? Xóa đi rồi để làm gì đúng không? Người ta là người, để như là sao để làm, để trở thành, gọi là một con người, để trở thành một con người á, một người thì sao, thì chắc chắn là phải có quần áo, ít nhất tối thiểu là có quần áo, bởi vì một cái từ là kết thúc bởi vibhuti. Nếu mà không có vibhuti thì không thể, nó không phải là một từ, thì nó không trở thành một từ, không thể tạo thành một câu. Nếu mà chúng ta không mặc quần áo thì chúng ta sẽ không được tham dự buổi họp đúng không? Không, nếu mà buổi lễ gì đó, nếu mà không mặc quần áo không được tham dự buổi lễ. Thì tương tự như vậy, thì để trở thành vibhuti thì chúng ta phải phải để Vibhuti đúng không? Thì cái tiếp theo Upasaka thế nào, Upasaka thì chúng ta thấy đằng sau đó. Paranini Udu Sangvi Paranini Udu Sangvi Awa Anu Pariadi. Chúng ta đọc đọc rap được đúng không? Đọc rap được. Pa pra ni ni u du sam vi a va a nu pa ri a di. Thì đó là nó khác khác với Purisa. Khác với Purisa bởi vì Purisa thì chúng ta sẽ có sự thay đổi Puriso, Purisa. Purisa, Purise, Purise Nam, Purise Nehi, Purise Sa, Purise Nang, vân vân. Thì như vậy thì đó là sự thay đổi. Thì cái này không có chia từ, đó là bất biến từ. Ba lúc nào cũng là ba, đó là bất biến từ. Para lúc nào cũng là para chứ không có thay đổi. Ni lúc nào là ni, ni cũng là ni, thì nó không có biến cách, nghĩa là hay bất biến từ, chúng ta sẽ không có chia cách, không có chia từ. Thì lúc nào cũng vậy, tất cả vibhuti thì sau đó thì đó là upasaka. Upasaka đó là bất biến từ, thì tất cả cái đó thì trong tiếng Anh thì thường thường thì gọi là prefix đây có nghĩa rằng cái tiền tố hay prefix, nó nghĩa rằng tư tưởng nó sẽ không, nó sẽ đứng trước cái danh từ hay cái động từ, nó sẽ để đứng trước động từ hay danh từ, có nghĩa là cái upasaka, cái này gọi là prefix hay là cái tiền tố. Và chúng ta có thể để sau ba thì chúng ta có để bảy vibhuti ở đằng sau cũng được, có nghĩa rằng số tất cả vibhuti là số ít số nhiều thì chúng ta đều dùng áp dụng công thức này được. Nó là prefix đó là tiền tố là trước một cái thì để sao, để trở thành cái từ, để trở thành cái từ, hay để chúng ta nói một cái nôm na đó, để trở thành người. Để gọi là người thì chúng ta mặc quần áo, nếu không mặc quần áo thì không thể không thì thì nó giống là thuộc về súc sanh, nó không phải là người nữa. Nếu chúng ta mặc quần áo, mà không mặc quần áo thì không được phép tham gia vào những cái buổi lễ, ví dụ như vậy. Đó là si yo xóa đi, hiyo nam yo na si san nan sa mi su, thì vân vân. Thì đó paraneo sunna.
tổng cộng là 20. 20, 20 nghĩa là 20 cái particle, hay là 20 cái tiền tố này, 20 cái particle này. Thì nhiều khi là trước cái từ đó, thì cái nghĩa nó có thể thay đổi ngược lại. Ví dụ như là chúng nói dana, dana là cho đi hay là bố thí. Nếu mà chúng ta nói để a trước thì adana thì có nghĩa là lấy lại, ngược nghĩ ngược lại. Adina dana thì adina dana lấy, adina và adana thì đó là lấy. Adina đó là không cho, lấy cái mà thứ mà không được cho thì đó là trộm cắp. Adina dana thì adina của việc adana, adana nghĩa là không 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 nghĩa là lấy, adina nghĩa là không cho. Thì lấy cái gì mà không được cho, không được cho thì nó trộm cắp, nghĩa là lấy vật, lấy đồ mà không được cho thì đó là trộm cắp. Thì cái nghĩa ở đây nghĩa là gì, đó là lấy những cái đồ mà không được người khác cho, thì nghĩa là như vậy. Adivayatha để hiểu được cái nghĩa thì đó nghĩa là trộm cắp. Nghĩa thực ra chúng ta cần hiểu đó trộm cắp, còn nghĩa thực sự dịch theo từng từng câu một đấy thì đó là lấy cái đồ không được cho chúng ta, thì chúng ta không thể, chúng ta không hiểu, không nghĩa là trộm cắp đúng không, thì đó là trộm cắp. Nó khác với da ya da daya và ada, daya và ada, daya ada ada đó là lấy, và lấy daya lấy cái được cho, lấy được cho là gì, đó là giống như là thừa tự hay là lấy cái thừa kế cái sự thừa kế, lấy cái đồ được cho có nghĩa rằng lấy cái đồ được cho, thì hay là chúng ta nói là cái thừa tự ví dụ như là con cái được thừa tự từ cái từ cha mẹ thì đó là cái sự thừa tự hay thừa kế. Cam tham Kamadayado nghĩa thừa tự nghiệp, thừa tự về nghiệp, nghiệp đó là cái thừa kế của chúng ta, của mỗi chúng ta. Thì như vậy thì có nghĩa rằng nếu mà chúng ta đặt trước danh từ hay đặt trước động từ ấy, thì cái nghĩa nó có thể thay đổi ngược lại, thay đổi. Hay nhiều khi nó sẽ thay đổi ngược lại, thì có những lúc nó có thể là thay đổi nhưng mà thay đổi như không không ngược lại với nghĩa. Giống như là chúng ta nói gaha, gaha, gaha đó là lấy, ganati, ganati, gahana lấy, gahana lấy, nhưng mà chúng ta lấy u, ukaha, ukaha nimitta đúng không? Cũng giống như vậy, cũng là nắm bắt cái tướng hay là học tướng, hay là nhiều khi là chúng ta học, hay là nghĩa là từ đó là học, như là anukaha, 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 anukaha là hỗ trợ hay là hộ. Như là anukaha, chúng ta có nhóm anukaha là nhóm hộ độ, anu và kaha nghĩa là anukaha, nghĩa là sự hộ độ hay sự giúp đỡ, sự support hay là hỗ trợ, nghĩa là cái nghĩa nghĩa nó có thể thay đổi. Thay vì cái thay đổi nghĩa là gì, thay vì nó là lấy thì nó lại là cho, nghĩa là hỗ trợ, thay vì nó lấy, thay bản thân nó là lấy gì đó nhưng mà nó đây là hỗ trợ. Thì pa pa ở đây thì ví dụ như là pa ka thì cũng là hỗ trợ, nếu chúng ta để ni ni trước cả ni cả ni cả ni cả là đè xuống, ni cả là đè xuống, còn ga ha là lấy. Nếu chúng ta để ni ni cả ni cả thì đó là cái sự đè xuống, áp lực xuống hay là nhấn xuống. Thì có những cái lúc là nó thay đổi cái nghĩa nhưng mà nó không có ngược lại, nó có thể thay đổi nghĩa ngược lại, nghĩa là từ ngược nghĩa hay là ngược lại với nó, hay từ một số thứ này là đồng nghĩa hay cùng nghĩa, hay là không thay đổi mặc dù xem nó cùng nghĩa với nhau. Có một số những cái từ thay những cái tiền tố này cho vào trước ấy, nó cũng không thay đổi. Abhidhamma thì từ từ đó là nghĩa là cái pháp đặc biệt, hay là thì từ dhamma, Abhidhamma là ví dụ pháp, tức là pháp cao thượng thì cho thôi ạ. Parisuti, suti, suti là thanh tịnh. Parisuti cũng là thanh tịnh, đúng không? Và visuti mà ngà, visuti cũng là thanh tịnh, cũng là thanh tịnh. Suti cũng là thanh tịnh, mà parisuti cũng là thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh. Đúng không? Thì chúng ta để vi cũng là suti cũng là thanh tịnh, mà visuti cũng là thanh tịnh và parisuti cũng là thanh tịnh. Thì cái nghĩa nó không thay đổi, cho dù chúng ta cho tiền tố đằng trước, nghĩa vẫn không thay đổi.
Thì nếu mà chúng ta đổi thành những cái từ đó, upasaka này, tiền tố này, thì để trước cái động từ cái danh từ thì có ba điều thì có thể xảy ra: nghĩa thay đổi, hay nghĩa có thể giống nhau này, nghĩa thay đổi này, nhưng mà thay đổi theo cái không có ngược lại, không có ngược lại, hay là không có trái nghĩa, nhưng mà có cái từ còn là nghĩa thay đổi nhưng mà thay đổi theo kiểu chiều hướng là trái nghĩa chứ không phải đồng nghĩa nữa, thì có ba trường hợp xảy ra. Thì trong chú giải sẽ giải thích những cái điều này, những từ này là như thế nào. Khi mà đọc sutta chúng ta sẽ thấy đó là cái thứ nghĩa là không có thay đổi. Yatha Yatha từ gốc đó là yatha, và sau đó chúng ta để vibhuti ở đằng sau ấy, thì yatha, thì tất cả vibhuti ở đây ấy, chúng ta có thể để siyo amyonai sana samai sanang samin su, nhưng mà ở đây ấy, thì trong cái trường hợp này, trong cái có nghĩa rằng ở như là trong cái cách hay là theo cái thái độ theo cái cách như vậy, theo con cái thì chúng ta để vibhuti thứ thứ ba, nghĩa đó là gì, đó là ví giống như vibhuti thứ ba. Thì nếu mà số nhiều thì chúng ta để hi hi, và sau đó thì chúng ta sẽ đó là gia tha na được xóa đi, gia tha hi hi được xóa đi, bởi vì sutta đấy có nói là sau nibbana, sau tiền tố thì cái vipati sẽ được xóa đi, theo công thức đó là chúng ta xóa vipati đi, thì chúng ta để vipati, chúng ta phải xóa vipati đúng không, để vipati xong lại xóa vipati thì để làm gì, đó ngài sẽ đang nói đúng không, có một chúng ta sẽ hỏi tại sao cho vào để xóa đi, thì để sao để thành một cái từ đó? Thì yatha lúc nào cũng để là yatha đúng không, chúng ta thì tìm thấy cái từ đó trong sutta nhiều lần đúng không, chứ không phải giống buddhiso buddhisa buddhisam buddhise, không phải như thế đúng không, lúc nào yatha yatha thì nó không có thay đổi. Thì nếu mà cái gì đó mà chúng ta thay đổi này, thay đổi thì có nghĩa là sao, như là một có thể là upasaka hay nibbata, upasaka hay nibbata, upasaka thì giới hạn thôi, thì có 20 upasaka, nibbata đó là thì không, thì hơn rất là nhiều cái từ, rất là nhiều từ khác nhau, thì chỉ có trong một số cuốn sách là có một đây là nibbata này, thế là nghĩa nghĩa đó là gì này, thì có nói ở trong trong đó, thì chúng ta có thể thì thấy tất cả như vậy, thì thường thường á là không có, như là không có giới hạn, thì khi mà chúng ta như là chúng ta có thể thấy như là nó không có thay đổi, giống như là chúng ta thấy cha 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 đúng không, kêu chô chan chê, thì như vậy hòa hòa cũng vậy, lúc nào cũng lấy cái từ hòa chứ không có vô về văn, không phải như vậy đúng không, lúc nào sẽ là quả tương tự như thế, quá trị lúc nào là từ quá trị, và đó thì có thể đó là upasaka, thì có thể đó là nibbana, thì có những lúc như là chúng ta thấy đó là nó không có thay đổi, lúc nào nó cùng cái thể, đó là bất biến từ, thì chúng ta phải quyết định upasaka hay là có thể đó là nibbana hay là upasaka nibbana.
thì không giới hạn như Nibbana, nghĩa là không không giới hạn, như là nó Upasaka. Upasaka thì có 20 cái Upasaka, có nghĩa là cái tiền tố, tiền tố thì có Upasaka thì có tiền tố thì có, nhưng còn những cái khác là còn lại là Nibbata, thì chúng ta cần phải ghi nhớ. Đó là 20 Upasaka. Thì còn tất cả những cái thứ khác thì đó là Nibbata. Thì chúng ta làm như vậy thì nếu bởi chúng ta biết đó là nó có giới hạn thì chúng ta cần phải ghi nhớ Nibbana đó là không có giới hạn, Nibbana thì không có giới hạn, còn tất cả những cái khác thì có giới hạn. Ví dụ từ Samma Sambuddho, Samma không thay đổi, Sammavayamo, Sammagamanto, vân vân. Sambuddha, Sam, cái đó cũng là không thay đổi. Buddha, đương nhiên Đức Phật Buddha trở thành Buddha, 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 Buddha. Nhiều khi chúng nó gọi là Buddha na, thì nhiều chúng nó gọi là Buddha, Samma, Sam, thì có thể đó là Upasaka, thì có thể đó là có thể là Nibbana nữa. Samma, thì đó là Nibbana. Sam, Sam đó cũng là trong Nibbana này cũng có, là trong hai cái, trong cái là dựa trên cái nghĩa đó, hay là như là biết, do tự mình biết, do tự mình biết, có nghĩa rằng do tự mình biết thì đây có nghĩa rằng đó là Upasaka, nghĩa của Upasaka. Còn Nibbana thì Sam cũng là Nibbana, thì ra đó thì đó có thể là Nibbana, thì cũng có thể là Upasaka. Thì chúng ta kiểm tra cái nghĩa thì đó là nghĩa của Nibbana, thì Sam cũng là Nibbana, và thì ở đây chúng ta có thể thấy Yatha Tatha Ewang Kalu Kho, rất là nhiều cái khổ đây chúng ta có thể tìm thấy Atto Atta Dai Cha Hoa Ham Aham Aham, đó là cái khác nữa, Alang E Hoa, vân vân, thì đó chính là Nibbana. Thì đó là Upasaka, thì có 20, Nibbana thì rất là nhiều. Thì như vậy thì chúng ta có thể ghi nhớ Upasaka, và những cái khác thì chúng ta có thể quyết định đó là Nibbana, tại vì thì cái bất biến tử rất là nhiều, không không chia cách nó không thay đổi. Còn cái tiền tố ấy, thì khi chúng ta đọc những bài sutta thì có một số cái gì đó là chúng ta cần phải tìm thấy, hay là lặp đi lặp lại, chúng ta tìm thấy lặp đi lặp lại như thế, nhưng mà nó không thay đổi. Không thay đổi như vậy thì có một trong những cái đó là có thể là Upasaka hoặc là Nibbata, có nghĩa là tiền tố hay là bất biến tử. Giống như lên xuống, up và down, hay trong tiếng Anh đúng không? Up và down trong tiếng Anh. Thì đó là không có kể với Vipati, lúc nào như lúc nào là up thì up, lúc nào là up, chứ không có nào là với up hay là không có up đâu. Chúng ta không không thể nói như vậy. Hay đối như là với người, đối với người, là tên là man with man hay là without man, vân vân. Nhưng mà up and down thì tất cả những cái đó là tự đứng một mình, chứ không có cái đạo với bất kỳ cái vipati nào, đúng không? Không kể với bất kỳ vipati nào, thì đó gọi là cái particle, hay là cái tiền tố, hay là bây giờ hết hết thời gian. Chúng ta dừng ở đây và chúng ta chia phước. Idame punyang nibbanasa pacchayo hontu mama punya bhagam sapasatanam pacchayami te sabbe me samang Ông nhà bà punya bhagam gần là vàng Labandu sao.
sadhu, sadhu. Thank you very much, Bhante, for the retreat. Bhante, tomorrow, Saturday, you have this talk at 6 p.m. Yamatan. Sunday, Parami, English talk at 6 p.m. Yamatan also. And Bhante, you will continue to listen to Bhante, this Katarina Parikyama teaching at 6:30 p.m. Yamatan on Monday. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you again, Bhante.